Rồi ở đây ha, cái này chị xem thử á, chuyển cái thằng này nè ha, vô trong cái phòng vệ sinh nè đó, lấy hết cái phần sau luôn, lấy hết phần sau mình làm cái tiểu cảnh ha, tiểu cảnh thử coi đó. Đây vệ sinh ha, chờ đó, đây tiểu cảnh rồi. Cái phần này ha, ở đây có cái hộp game đây, xem thử coi, không cần ha, cần cái hộp game xem thử có cần không. Cái này thì 1,5 m ha, có thể mình giảm xuống cũng được, có 1 m thôi, làm cái tiểu cảnh làm sao không cần hết luôn. Rồi bếp cũng ăn khá ok ha, cũng tương đối. Rồi cái phần này nữa đó, đây thì cái vệ sinh nó hơi nhỏ nha, vệ sinh này hơi nhỏ nè, mình lấy cái hộp ghen cho nó hai bên đi đó. Hoặc là mình có thể lấy cái vệ sinh này đẩy ra nè đó, đẩy cái này ra. Nói chung bố trí này chưa ổn ha, mình có thể đặt cái này đi vô hấp, nó nhìn nó kỳ lắm, bố trí lại cái vệ sinh nó hơi chật ha đó. Ở đây mình lấy cái giếng trời luôn nè, ở đây lấy giếng trời ra luôn ha, 1 m nó mới sáng được, chứ cái lỗ này nó đâu có sáng, nó bí lắm. Rồi rồi ở đây cũng vậy ha, mình cắt ra cái sau nè, mình lấy cái lỗ thông tầng luôn, lấy sáng luôn ha, đó lỗ thông tầng lấy sáng luôn, có khung bảo vệ luôn nha, có thể bước ra đường luôn, áp kính cường lực luôn đó, có cái ánh sáng nó xuống là được rồi. Cái hộp ghen này nó không to gì đâu nha, kiểm tra này thử coi, mà hộp ghen đây nhìn nó kỳ lắm, có thể mình đẩy nó vô trong đây nè đó, đẩy vô trong cái này là cho nó to ra, ở đây nó còn diện tích mà ha, đẩy cho nó to chỗ này cũng được. Cái cửa vô thì mình đừng có đẩy cái hộp ghen đây. Rồi cái phần phơi này ha, mình sẽ nghiên cứu cái che neo, che mưa, che nắng cho nó nha. Này nó hư cái máy giặt nè. Rồi ở đây phòng thờ, rồi này nó phải ngắt hay chứ ta, sàn này nó phải ngắt hay chứ, này cốt này nó khác nhau mà, cốt phía sau cốt này nó khác nhau ha, ngắt nó ra. Rồi phương án này cũng khá là ok ha, linh hoạt.